Chào các bạn, tôi chiếc máy cày 6.000 bắt lầy đó. Hai anh mới vừa chặt cái cây xong rồi đem chim vô chuẩn bị kéo lên. Sao không muốn gồng cái này sao thấy đường giờ phải lội xuống dưới mò chim cây vô anh. Cái này giật ve lại là sao? Tới luôn hả? Cái bánh đồng này là thước mấy anh? Còn hoành nó nhiêu ta? Còn cái bánh bên đây. Bánh nhỏ. Cái bánh lòng, cặp bánh lòng này giờ nhiêu tiền? Nếu là mới khoảng 20. 20. 1m35, còn này là bị dài là 1m mấy thôi. Nè anh đóng bước qua. 1m75. Cái này là to nhất chứ đâu, nào còn to hơn nữa. Trời ơi, khủng luôn. Lòng. Giờ cưa ra. Cắt khúc ra. Làm mấy khúc rồi được. Đâu có máy cưa cây để sẵn rồi. Thường là nó bị lầy, nó phục là cái bánh nhỏ chứ cái bánh lớn ở đâu có ngày nào mà nó lúng được. Bánh lớn nó bánh lồng khủng kìa trời. 1m75 là bự nhất, còn ai mà làm được có 1m8 không? 1m8 mấy, hơn 1m8 không? Để dữ. Nó mấy cài mà chục ở đây là chỉ có Long An, Đồng Tháp xài bánh lồng bự. Khỏi khỏi kéo luôn. Đây. Là nó anh chạy tới luôn các bạn. Okay. Đây. Cho các bạn xem cận cảnh luôn. Đó. Đứng chịu cây. Chịu cây. Đạp cây xuống, anh ở trần đạp cây xuống. Nó móc đất rồi bớt trời.
thua. Chìm hai cây các bạn. Mới mượn cờ cưa hai cây. Cách thoát lầy như thế nào. À, cột gì đó xong bắt đầu lên ga cho nó chạy giống như cái tài nó kéo lên phụ. Quán vô bên lầu. Đủ. Hai cộng. Có cái chầm bơm đây, có cột rồi cột. Lên này đơn giản, có con xích nó đỡ rồi, gần lên hay quá, nhẹ nhàng. Về tối cột đây. Xúc gì? Có cây đó, bây giờ chúng ta chạy lên cây. Ba này rồi đấy các bạn, lỗ này thật dữ.
lên. Rồi má lại nhổng. Rồi, lên được rồi đó. Sao không chạy lên? Bánh lòng 1m75. Cái bánh lòng nó bự quá rồi. Đó, bánh lòng 1m75. Lòng khủng. Đôi chấp lào. Thấy cái bánh lòng hết hồn. Nhiều. Bữa nay đi lấy về thu được chương trình này được nhiêu? Dạ đâu có đâu, vui mình quay thôi, chứ mình gặp mình quay thôi. Bỏ cái cơ luôn hả? Kêu nó đem lại nó kia luôn á. Hồi nãy kêu cắt hai cây cắt luôn đi, trường cây nó mày cũng ác lắm. Cái lòng của bạn.
lòng 1m7. Có vàng sới này 1m4 á anh. 1m6. Okay.